năm 2018, chỉ sau một trận sốt kéo dài, gia đình em bé này đã phát hiện em bị mắc lupus ban đỏ gây tổn thương thận. Nghỉ học dài ngày để khám và điều trị, chịu nhiều tác dụng phụ của thuốc, có lúc gia đình em rơi vào thất vọng, buồn chán. Thế nhưng may mắn đã bắt đầu mỉm cười với em. Khi mà gia đình biết là con bị lupus ban đỏ hệ thống này thì là gia đình rất là sốc và rất là buồn. Vì lúc đấy thì gia đình bố mẹ của con là mới bắt đầu là tìm hiểu xem bệnh này là bệnh gì, vì nghe nó cũng rất là lạ. Khi con mà dùng các cái thuốc để chữa bệnh của con ấy hàng ngày ấy, thì nó rất là ảnh hưởng đến con, như là con bị tăng cân, con bị phù nề và con bị tác dụng phụ là mọc lông, mọc râu và vai cũng bị u lên. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, sau một loạt các liệu trình điều trị, điều kiện và chuẩn bị chu đáo, ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân của bệnh nhân đã được tiến hành một cách thuận lợi. Sau 2 tháng, em đã dần trở lại với cuộc sống bình thường. Con cảm thấy rất là vui và cảm thấy cơ thể thoải mái hơn khi mà căn bệnh được chữa khỏi. Con cũng gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã giúp con điều trị căn bệnh này. Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống là một nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, đề tài độc lập cấp nhà nước, được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chủ trì, mà Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Viện làm chủ nhiệm, cùng các đồng nghiệp đã và đang thực hiện. Cho đến nay, 8 bệnh nhân đã được ghép thành công, trở lại với cuộc sống sinh hoạt bình thường. Thì đề tài bắt đầu được giao vào đầu năm 2019. Thì trong 3 năm qua, sau khi được giao thì chúng tôi đã tích cực phối hợp ở các cái chuyên ngành khác nhau, từ lâm sàng tuyển chọn bệnh nhân đến xét nghiệm, sau đó đến các cái thực hiện các cái nội dung tại cái labo ghép. Những bệnh nhân ghép sớm đến nay thì hầu như đã cắt được toàn bộ những cái thuốc mà trước đây người ta phải dùng. Và bệnh nhân rất hài lòng với những cái kết quả như vậy. Thì đây là một phương pháp hoàn toàn mới được triển khai ở trên thế giới và chưa được thực hiện ở Việt Nam. Thì mục đích của cái phương pháp này là sau ghép tế bào gốc tạo máu tự thân là bệnh lupus nó sẽ ổn định được một thời gian rất là dài, và trong thời gian đó thì bệnh nhân không cần phải dùng thuốc. Thì người ta gọi là khỏi bệnh không dùng thuốc được bao nhiêu năm. Thì cái khoảng thời gian đấy nó như là một cứu cánh cho bệnh nhân. Từ việc sống phụ thuộc vào sự hỗ trợ của gia đình, bệnh nhân mắc bệnh nhược cơ đã có thể đi lại được trên chính đôi chân của mình. Từ sự tự ti mặc cảm vì tác dụng phụ của thuốc điều trị lupus ban đỏ, bệnh nhân đã có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Đó không chỉ là thành quả của sự quyết tâm chiến thắng bệnh tật, mà còn là quá trình nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ y bác sĩ trong nghiên cứu, ứng dụng thành công phương pháp chữa bệnh mới lần đầu tiên tại Việt Nam.